Vâng, thì em kính chào tất cả các bác. Thì nay em có về một con Sansui 771 rất là xuất sắc luôn nha các bác. 771 là đàn em của 881 hết số nha các bác. Thì nó là một trong những con Omni Receiver có lực đánh tốt và đánh những dòng bass 30 đô lại nha các bác. 30 đô lại. Và nếu các bác chơi loa cổ thì những dòng bass 40 em còn đánh rất là tốt, bởi vì công suất rất là khỏe, chạy 4 sò sắc, nên là máy được trang bị là 3 cầu loa ABC hoặc A cộng B, A cộng C nha các bác. Chúng ta có thể đánh lần 2 cặp hoặc là các bác chơi được 2 cặp boss, vừa nghe nhạc vừa có thể cái vang hát tốt. Những con này công lực cũng như lực đánh rất là mạnh, đặc trưng của dòng 3 số của Sansui. Thì ốc là em đã gỡ sẵn rồi. Những con này đặc trưng của nó là bass như mic chép đồ, nó rất là lực nha các bác, rất là lực. Đàn im của 881 lần danh. Các bác có những dòng loa Pioneer như là 1616, 755, những dòng 180A, kiếm một con ly tầm tiền trên 10 triệu thì đây là một trong những con ly rất đáng để các bác chơi. Tại vì nó rất là dễ ghép loa, chuyên trị những dòng loa mà các bác rất là khó đánh thì những con này đánh rất là tốt, bắt rất là lực nha. Giá con này là 12 triệu nha các bác, 12 triệu đã bao gồm phí ship nha. Hai máy rất là đẹp. Con này chạy 4 cầu điện nha các bác. Chúng ta chuyển điện qua bằng cách là rút cái cầu ra chuyển điện, thì hiện tại đang để điện 100V. Đấy, 300 loa. Tại vì nó có lực đánh khá khỏe luôn các bác, khỏe lắm, nên là máy được trang bị tới 3 cầu loa nha các bác. Series là 1581. Đấy, thì em đã mở ốc rồi. Thì giờ đây, sau đây em mời tất cả các bác cùng xem bên trong. Thì máy rất là mới nha các bác. Đây các bác thấy là nấm lúc này sân tròn luôn nha. Tại vì nó là dòng receiver nên là các bác trưng bày rất là đẹp. Nó có cái màn hình phía trước này. Giá 12 triệu là em chiến đã bao gồm phí ship rồi nha. Đây bên trong nó sexy 7 màu, 7 màu nha các bác. Đây 4 con sò sét nó nằm bên đây, rất là khỏe luôn. Sexy 7 màu, rất là đẹp. Tất cả là nguyên zin nha bác, hoạt động hoàn hảo nha. Bác nào mình sưu tập và muốn lấy cái này thì liên hệ cho em Chiến nha, qua hai số điện thoại phía trên tấm biển này. Em giao hàng và ship hàng toàn quốc cho tất cả các bác. Đây các bác thấy đồ đẹp nha, tăng phô đồ là nước sơn còn đẹp keng luôn nha. Đây sexy 7 màu. Nghe nhạc vàng, nhạc bolero với những dòng loa bass 30, 180A, dòng loa JBL50, dòng 43 vân vân. Dễ chơi, dễ phối ghép thì những con 771 ở phân khúc tầm tiền trên 10 triệu là những con ly các bác chơi tốt nhất. Rồi, em xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác. Nên em giới thiệu cho các bác một con Sansui 771 của Nhật Bản, được xuất cho thị trường Mỹ nha các bác.